Chiều ngày 21 tháng 11, trao đổi với phóng viên, chị Vũ Thị Thúy, vợ tài xế container, cho biết bản thân chị rất vui mừng khi nhận được thông tin tòa án nhân dân cấp cao hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Hôm qua tôi cũng có nghe nhiều thông tin nói sẽ hủy hai bản án trên, tuy nhiên tôi cứ ngóng chờ mãi đến tối cũng không thấy gì cả. Sáng nay, đi làm tôi cũng kể chuyện với công ty, không biết là đã có kết luận chưa, hơn một tuần trôi qua rồi sốt ruột quá. Đến giờ, khi nghe tin này thì mừng lắm, tôi phải đi báo cho bố mẹ và họ hàng biết luôn, chị Thúy nghẹn ngào nói. Chị đã thức dậy và thắp điện cả đêm, nhỡ đâu có thông tin gì mới về vụ việc hay chồng được cho về nhà. Theo chị Thúy, cả đêm qua chị không tài nào chợp mắt nổi. Trước đó, 12, 11, trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Người bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc Hoàng, SN1985, thôn Cộng Hòa, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình, lái xe container cho biết, vào cuối tuần trước. Chúng tôi đã phối hợp với gia đình chị Vũ Thị Thúy gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Cùng vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Trung, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với hai bị cáo Ngô Văn Sơn, SN1978, Trung Nghĩa, Tiên Phong, Bắc Ninh, và Lê Ngọc Hoàng, tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN1985, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình, lên cơ quan cấp trên theo chỉ đạo. Trong một cuộc trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thị Thúy, SN1989, vợ lái xe container Lê Ngọc Hoàng, cho biết, gia đình chị đã đến trại giam ở trên thành phố Thái Nguyên thăm anh Lê Ngọc Hoàng chưa 7, 11. Tại đây, lái xe container Lê Ngọc Hoàng nhờ vợ gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các luật sư, anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc và những người đã ủng hộ, giúp đỡ cho anh. Cũng trong buổi sáng ngày 7 tháng 11, chị Thúy đã qua Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận bản án của phiên tòa phúc thẩm xét xử chồng chị và anh Ngô Văn Sơn. Anh tin vào công lý. Trong một lần trả lời báo chí sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, ông Nguyễn Chí Tuệ, phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết. Cơ quan này đã yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Khi dư luận ồn ào như vậy, chúng tôi đã yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét. Bản thân Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã giao bộ phận nghiên cứu hồ sơ vụ án này. Chúng tôi rất hoan nghênh báo chí đã đưa ra vấn đề, nhưng để đưa ra kết luận phải cân nhắc tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ ra để chúng tôi xem rồi. Còn Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng xem theo thẩm quyền của người ta, ông Tuệ nói. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 15 phút, chiều ngày 2 tháng 11, sau 2 ngày xét xử, 12, 11, và thời gian nghị án, chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với hai bị cáo Ngô Văn Sơn, SN1978, Trung Nghĩa, Tiên Phong, Bắc Ninh, và Lê Ngọc Hoàng, tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN1985, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình. Hội đồng xét xử cho rằng Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi hai xe cách nhau 30m mới phát hiện Innova đang lùi rồi nhấn phanh. Việc này vi phạm thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa hai xe, hoặc phạm lỗi vô ý vì quá tự tin. Tuy nhiên, hội đồng xét xử thấy cần giảm một phần hình phạt cho các bị cáo để động viên, sớm cho các bị cáo trở về với xã hội. Vì vậy, tòa tuyên phạt Ngô Văn Sơn 9 năm tù, giảm 1 năm so với sơ thẩm, Lê Ngọc Hoàng án 6 năm tù, giảm 2 năm so với sơ thẩm. Về phần dân sự, tòa thấy cần tăng tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho một gia đình bị hại. Bị cáo Sơn chịu 2/3, Hoàng chịu 1/3 tổng số tiền bồi thường cho các bị hại. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ngô Văn Sơn điều khiển chiếc xe Toyota Innova mang BKC-99A142.53 chở theo 10 khách di chuyển từ Bắc Ninh lên thành phố. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa đi qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Sơn đi chậm lại để hỏi đường. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, để ăn cưới. Lúc đó, bị cáo bật xi nhan phải, điều khiển ô tô vào lề đường ngoài cùng bên phải để cháu bé xuống nôn do say xe. Sau đó,
Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định thì bị chiếc xe đầu kéo mang BKC-89C079. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, thêm 1 người tử vong vào năm 2018 phóng viên, và 5 người khác bị thương. 65 do Hoàng lái tông trúng. 17 kéo theo dơ móc mang BKC-89E004.